Chào các bạn, tôi đang ở Quảng Trị và đây là con thác đẹp nhất của Quảng Trị. Đây là thác Tà Pùng. Thác Tà Pùng các bạn nhé. Đây, con thác đẹp nhất của Quảng Trị. Các bạn tới đây, camera quay cái thác. Con thác này là con thác cao nhất, đẹp nhất ở Quảng Trị. Đây là con thác tên là Tà Pùng. Các bạn có thể tới đây và sử dụng các cái dịch vụ về ăn uống này, tắm thác này, có súp này, và có các cái chòi nghỉ, chòi bên kia để cho các cái nhóm nhà gia đình hay là các cái đội nhóm có thể ngồi ăn trưa ở đây. Lưu ý là hãy nhớ mặc áo phao rồi nhé, không thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Cái thác này là thác rất là đẹp và bên trên kia còn có các cái tầng trên nữa. Cho nên các bạn lưu tâm rằng là tới đây thì có thể cẩn thận bước lên trên đó và đi tới những cái thác lên trên những cái tầng trên để xem cái thác này. Thác này là thác đẹp nhất của Quảng Trị và dường như là các bạn đi du lịch Quảng Trị thì phải tới được cái con thác này. Nhất là đi du lịch phần miền núi của thác thì phải tới được con thác này thì mới là tới Quảng Trị. Và đây là thác Tà Pùng, thác Tà Pùng Quảng Trị nhé các bạn nhé.